Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức chi tiết. Tiếp theo diễn biến căng thẳng từ scandal tình dục rúng động của Ngô Dược Phàm, thì sáng ngày hôm nay hàng loạt tài khoản mạng xã hội của Trang On của Hồng Kông dẫn lại bài báo đưa tin với dòng tít gây sốc: quá bất ngờ, Ngô Dược Phàm cắn lưỡi tự tử trong tù. Dựa theo ảnh chụp màn hình đầu báo này thì Ngô Dược Phàm vô cùng hoảng sợ sau khi bị bắt, cắn lưỡi tự tử lúc 8 giờ tối. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và tin tức sẽ được công bố sau. Hiện tại thì người hâm mộ đều đang hoang mang tột độ với tin đồn mới này. Tuy nhiên khi tìm thông tin trên Baidu thì bài báo gốc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Trang Sohu đã có bài viết chỉ ra rằng đây là thông tin bịa đặt sai sự thật. Vào lúc 8 giờ tối thì trại giam luôn có người túc trực canh gác chịu trách nhiệm về tình hình chung. Nếu thực sự có tin tức về Ngô Dược Phàm, các phương tiện truyền thông chính thống chắc chắn sẽ đưa tin. Không chỉ vậy thì Trang Sohu chia sẻ thêm rằng thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin không đúng sự thật, từ việc tượng sáp của nam ca sĩ mặc áo tù nhân cho đến ảnh anh đầu cạo trọc mặc áo xanh ngồi đối diện với cảnh sát thực chất đều là sản phẩm Photoshop, thậm chí đến clip Ngô Dược Phàm ăn mặc sành điệu thái độ nhơn nhơn khi đến trại giam cũng bị CNET chỉ ra là clip cũ. Có thể nói mức độ lan truyền tin giả trên mạng xã hội đang ở mức đáng báo động. Mọi người cần tỉnh táo theo dõi kỹ càng khi đọc tin đồn trên mạng xã hội về vụ việc này. Cũng vào tối ngày hôm qua mùng 4 tháng 8 thì một nguồn tin được cho là trong giới giải trí đã tiết lộ tình hình của mẹ Ngô Dược Phàm, bà Ngô Tú Cần. Hiện tại thì bà không bị cảnh sát điều tra hay tạm giam nên đang tìm đủ mọi cách mời luật sư bào chữa cho con trai, xin được tại ngoại chờ xét xử. Mẹ Ngô Dược Phàm đang ra mức giá rất cao để mời luật sư Hoa Kiều tại Canada cứu giúp con trai mình, vì luật sư trong nước chẳng ai dám nhận vụ này. Theo tin tức này thì bà Ngô Tú Cần từng khóc lóc kể với mọi người rằng lá gan của Ngô Dược Phàm rất nhỏ vì giảm hình phạt đã khai ra rất nhiều chuyện. Chuyện mẹ Ngô Dược Phàm đi van xin sự giúp đỡ trong và ngoài nước chẳng phải là chuyện gì bí mật, người trong giới đều biết cả. Bà ấy cũng tìm kiếm khóc lóc xin được gặp Thành Long, nhưng kết quả lại bị Thành Long từ chối. Trước đây thì ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa Ngô Dược Phàm và Thành Long tốt đến cỡ nào. Ngô Dược Phàm chơi thân với Phùng Tổ Xanh, con trai của Thành Long, lại ký kết với Diệu Lai, công ty mà Thành Long là cổ đông lớn. Hiện tại thì mẹ của Ngô Dược Phàm đang bận rộn với hai việc, một là thương lượng với những yêu cầu đền bù từ phía các nhãn hàng, hai là tìm cách mời luật sư giỏi để bào chữa cho con trai. Theo một số người gặp gỡ Ngô Tú Cần gần đây thì trạng thái của bà tiều tụy vô cùng, phong thái của ngày xưa giờ chẳng còn nữa. Trải qua 15 ngày vừa rồi như là 15 năm đối với bà ấy vậy. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.